Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết rằng mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội họ là những tên giang hồ cụm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay, nhưng khi bị kết án tử thì tất cả đều có những diễn biến tâm lý rất khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi sau đây. Theo cáo trạng, vào lúc 19h30 phút ngày 19 tháng 7 năm 2016, tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã phát hiện Nguyễn Thị Liên là hành khách của chuyến bay từ Việt Nam đi Sydney có hành vi tàng trữ ma túy trong hành lý. Trong vali của Liên có hai bức tranh, khung gỗ của hai bức tranh là nơi ngụy trang giấu 26 khối chất bột màu trắng. Qua giám định là heroin có khối lượng là 4,4 kg. Tại cơ quan điều tra, Liên khai là sống tại Trà Vinh. Năm 2005, Liên xuất cảnh sang Úc định cư. Đầu năm 2016, do Nguyễn Thị Liên hay chơi đánh bài nên quen một người Việt Nam tên là Minh không rõ lai lịch và nhiều lần được Minh cho mượn tiền để chơi bài. Tính đến tháng 5 năm 2016, Liên thua bạc, mắc nợ số tiền 5.000 đô. Nhiều lần bị Minh đòi nhưng Liên không có nên Minh đặt vấn đề thuê Liên về Việt Nam vận chuyển ma túy. Tháng 6 năm 2016, Liên nhận lời với tiền công là 25.000 đô. Minh đưa trước cho Liên 5.000 đô làm chi phí mua vé máy bay đi và về. Khi nào Liên đưa được ma túy về Úc thì Minh sẽ trả tiếp 20.000 đô. Minh cho Liên số điện thoại của bé hai tại Việt Nam và dặn liên lạc với người này để lấy hàng. Ngày 4 tháng 7 năm 2016, Liên cùng hai con đặt vé khứ hồi về Việt Nam và ngụ tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Liên gọi điện cho bé hai đến khách sạn. Tại khách sạn, Liên mô tả kích thước vali hành lý của mình và cho người này biết ngày 19 tháng 7 năm 2016 sẽ trở về Úc. Sau khi trao đổi, ngày hôm sau, Liên dắt con về Trà Vinh thăm gia đình. Trưa ngày 19 tháng 7 năm 2016, khi mẹ con Liên trở lại thành phố và lưu trú ở khách sạn cũ, thì bé hai đến đưa hai bức tranh có dấu ma túy đưa cho Liên bỏ vào vali. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Liên mang vali cùng hai con đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ như đã nêu trên. Tại phiên tòa, Liên run rẩy khai nhận hành vi phạm tội và cho biết do bị nợ nần dồn vào chân tường và bị Minh khống chế, không còn cách nào khác nên phải nhắm mắt làm liều để trả nợ. Liên mong hội đồng xét xử tha cho con đường sống vì hai con còn quá nhỏ. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ và lời khai, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Ma túy là tác nhân của các loại tội phạm, bị cáo đã mang số lượng lớn ma túy, cần xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe nên tuyên phạt mức án tử hình. Ma túy là thứ đem lại lợi nhuận cao, vì thế mà không ít người bất chấp lao vào như con thiêu thân dù biết là hành vi vi phạm pháp luật. Ở một vụ án khác, ngày 20 tháng 11 năm 2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Bé Ba, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận định, dù nhỏ tuổi hơn các bị cáo khác, nhưng Bé Ba thường xuyên qua Campuchia và làm việc ở các sòng bạc. Bên cạnh đó, lượng ma túy mà Ba vận chuyển nhiều hơn so với các bị cáo còn lại. Lẽ ra, với 1.354,48 gram heroin bị bắt quả tang, Ba phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng xét tuổi bị cáo còn nhỏ, vừa 18 tuổi 2 tháng, nên Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM chỉ đề nghị mức án tù chung thân. Các phúc thẩm cũng thống nhất với quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho rằng mức án 20 năm tù là chưa nghiêm và chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn bác kháng cáo tuyên phạt Trần Thị Thanh Lan, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Bình Phước, y án tử hình, Phạm Thị Ni, sinh năm 1964, Võ Thị Lâm, sinh năm 1984, y án tù chung thân cùng về tội danh trên. Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 12 năm 2012, Lan quen với một phụ nữ tên là Thủy, sống tại Campuchia và được người này rủ đi vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 1.400 đô la Mỹ một chuyến. Thấy Ni, Lâm, Ba cũng không có công việc ổn định nên Lan rủ cả ba cùng tham gia. Ngày 1 tháng 1 năm 2013, khi đến Campuchia, Lan đã giới thiệu những người đi cùng với Thủy.
Lập tức, Thủy lấy số đo áo ngực, dép, dây thắt lưng của nhóm Lan để chuẩn bị cho việc cất giấu ma túy. Hai ngày sau, Thủy mang hàng đã được cất giấu sẵn và yêu cầu họ mang vào người rồi về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách. Riêng Lan thì đi bằng đường tiểu ngạch vì không có hộ chiếu. Khi cả nhóm về đến thành phố Hồ Chí Minh thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang với hơn 1,3 kg heroin trong mỗi người. Do chưa xác định được lai lịch của Thủy nên cơ quan chức năng chưa xử lý. Cũng như hai tử tù trên, khéo léo giấu hàng chục bánh heroin vào thùng mận rồi lại thuê một người phụ nữ, người dân tộc vận chuyển về Hà Nội. Nhưng thủ đoạn của hai nữ quái buôn bán cái chết trắng vẫn không thể qua mắt được lực lượng công an. Cuối phiên xét xử vào ngày 26 tháng 12 năm 2014, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1972, trú tại ấp 5 xã Sông Chầu, Tràng Bom, Đồng Nai, và Hoàng Thị Huê, sinh năm 1969, ở khu Hòa Đình 3, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cùng mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ án, còn có Lường Thị Thái, sinh năm 1962, ở huyện Yên Châu, Sơn La, nhưng can phạm này đã chết trong quá trình điều tra. Quá trình xét xử, mặc dù Hoa cùng đồng bọn quanh co chối tội, song căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập, hội đồng xét xử sơ thẩm vẫn có đủ cơ sở để xác định các bị cáo đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy như cáo trạng truy tố. Theo đó, Hoa và Huê đã buôn bán 10 bánh ma túy với tổng trọng lượng là 3.550,02 gram, với tỷ lệ tinh chất heroin là 45%. Nội dung vụ án cho thấy Hoa và Huê quen biết nhau từ năm 2011 khi cả hai cùng ở Sơn La. Kể từ khi cùng hai con chuyển vào Đồng Nai sinh sống, Hoa vẫn thường xuyên liên lạc với Huê. Đầu năm 2013, Huê gọi điện cho Hoa hỏi là có mối mua ma túy nào thì giới thiệu cho đối tượng. Nhận lời đồng bọn, Hoa nhanh chóng bắt mối với một phụ nữ không quen biết ở huyện Mộc Châu, Sơn La. Thống nhất kế hoạch cùng nhau mua bán heroin, sáng ngày 3 tháng 6 năm 2013, Hoa đi máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trong khi đó, Huê nhờ bồ thuê xe ô tô tự lái rồi đón đồng bọn ở sân bay Nội Bài. Đón được Hoa, cả ba cùng lên Sơn La lấy hàng. Chiều cùng ngày, Hoa ôm 69.000 đô la Mỹ của đồng bọn đi giao dịch ma túy. Trong khi đó, Huê cùng với bồ được dịp đi lòng vòng ở cao nguyên Mộc Châu. Sau khi xác định đã nhận đủ 10 bánh heroin với chất lượng như ý, Hoa, Huê và bồ của đối tượng này ung dung đi ô tô về Hà Nội. Tuy nhiên trước đó, hai nữ quái đã khéo léo xếp số heroin vào thùng mận và thuê Lường Thị Thái là em họ của Hoa vận chuyển về Hà Nội với tiền công là 3 triệu đồng. Mặc dù đã cẩn thận sắp đặt mọi chuyện, nhưng tối cùng ngày khi về đến thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ thì Hoa và Huê bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ. Vài tiếng sau, khi Lường Thị Thái ôm thùng mận chứa 10 bánh heroin đi ô tô khách về đến quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng bị lực lượng công an bắt nốt. Trong giai đoạn điều tra, cơ quan công an nhận thấy mặc dù bồ của Huê đã trực tiếp lái ô tô chở hai nữ quái đi mua bán ma túy, nhưng thực tế anh này không hề hay biết việc nhân tình cùng đồng bọn phạm pháp. Do đó, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bồ của Huê, đồng thời trả lại một số tài sản thu giữ. Xét thấy số lượng ma túy mà Nguyễn Thị Hoa và Hoàng Thị Huê buôn bán là rất lớn và vai trò phạm tội của các bị cáo ngang nhau nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt cả hai bị cáo cùng mức án cao nhất là tử hình. Toàn bộ tang vật liên quan đến việc mua bán 10 bánh heroin của Hoa cùng đồng bọn cũng bị tuyên tịch thu và tiêu hủy. Còn năm 2015, ngày 13 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Bùi Thu Thủy, sinh năm 1980, trú tại phố Ngô Thị Sĩ, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 4, điều 194 Bộ luật hình sự. Liên quan tới nữ quái từng hai lần bị tòa án tuyên phạt tù cũng về tội ma túy, còn có Đỗ Thu Huyền, sinh năm 1983, ở phường Hoàng Văn Thụ và Hoàng Thị Như Chi, sinh năm 1987, trú phường Chi Lăng, cùng ở thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2014, Công an huyện Đan Phượng phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang Thủy và Chi vận chuyển 10 bánh heroin nặng 3.512,10 gram với tỷ lệ tinh chất ma túy từ 43,3% đến 58,5% tại khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Sau đó, qua lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt được kẻ đầu sỏ đứng đằng sau đường dây cung cấp vận chuyển số heroin nói trên. Tại tòa, Thủy và Chi khai báo do hoàn cảnh khó khăn nên nhận lời vận chuyển ma túy cho Huyền với tiền công là 15 triệu đồng mỗi bánh.
sáng ngày 9 tháng 4, cả hai bắt xe khách lên Hòa Bình. Trên đường cùng đồng bọn đến địa điểm nhận heroin, Thùy luôn nhận được điện thoại chỉ dẫn của Huyền, đồng thời cũng nhận được số điện thoại ở đầu cung cấp ma túy để dễ bề liên lạc. Sau đó, Thùy và Chi được một người đàn ông lạ mặt chỉ dẫn chỗ để chiếc cặp sách đựng 10 bánh heroin ở ven đường tại khu vực Dốc Cun thuộc huyện Cao Phong. Khi nhận đủ số hàng, cả hai lại nhanh chóng bắt xe về Hà Nội. Khi vừa đặt chân xuống bến xe Yên Nghĩa, Thùy và Chi đã bị lực lượng công an ập tới bắt quả tang. Ngay ngày hôm sau, Đỗ Thị Huyền cũng lập tức bị lực lượng công an bắt khẩn cấp tại Lạng Sơn. Trước đó, Thùy đã có hai tiền án. Năm 2009, Thùy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đang được hoãn thi hành án vì nhiễm HIV, Thùy được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước cho người đang tạm hoãn chấp hành hình phạt tù. Một năm sau, Thùy tiếp tục dính vào ma túy và bị xử phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong thời gian hoãn thi hành bản án này, Thùy tiếp tục tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy của Huyền. Sau một ngày xét xử, nên Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đỗ Thị Huyền, Bùi Thu Thủy cùng mức án tử hình, Hoàng Thị Như Chi mức án chung thân theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố. Việc phải thực hiện thi hành án đối với tử tù đã là điều ám ảnh, thế nhưng việc xử bắn hay tiêm thuốc độc tử hình đối với những tử tù nữ thì quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng quy định của pháp luật là vậy, có tội thì ắt phải đền tội. Chứng kiến cảnh nhiều cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú xinh xắn lãnh án tử hình đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Lê Thị Thu Thảo 30 tuổi, Phạm Thị Hiền 49 tuổi quê An Giang và Trần Ngọc Thịnh 25 tuổi là người tình của Thảo nhận án chung thân về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Thịnh còn lĩnh thêm 3 năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến đường dây này còn có 10 bị cáo khác lần lượt nhận từ 4 tới 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Thảo sinh ra ở Bến Tre trong gia đình có 7 người con. Năm 16 tuổi, thiếu nữ xinh đẹp lên Sài Gòn rồi lấy chồng là một dân chơi nghiện ma túy nặng. Trong những lần đi mua heroin cho chồng, cô nhận ra đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, có thể làm giàu nhanh chóng. Không cam chịu với người chồng nghiện ngập, Thảo ly hôn để bước vào cuộc sống mới. Có lợi thế về nhan sắc, cô thường lui tới vũ trường và qua lại với giới ăn chơi. Do có sẵn các đầu mối mua bán ma túy từ trước, Thảo lao vào con đường làm ăn bất chính và nhanh chóng trở thành bà trùm của một đường dây lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2010, trong một lần sang Campuchia đánh bạc, Thảo quen với Hiền và đề nghị cùng hợp tác đánh hàng về Sài Gòn bán kiếm lời. Sống bằng nghề đổi tiền trong các sòng bài ở đất nước Chùa Tháp, Hiền biết nhiều nguồn, kiếm các loại ma túy tuồn về cho Thảo có khi là heroin, hàng đá hay hàng nghìn viên thuốc lắc. Ma túy là thứ chất trắng chết người, nhưng vì lợi nhuận, vì tin người mù quáng mà nhiều cô gái đã phải khép lại cuộc đời mình bằng bản án tử hình về hành vi tàng trữ buôn bán ma túy. Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm các đối tượng trong đường dây ma túy do Hoa hậu ma túy Trần Kim Yến, sinh năm 1987, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Theo đó, bị cáo Trần Kim Yến bị truy tố về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy và đưa hối lộ. Các bị cáo Nguyễn Phụng Huy, sinh năm 1992, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Minh Trung, sinh năm 1981, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh; Tô Văn Tuấn Thành, sinh năm 1983, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Nguyên, sinh năm 1977, về tội môi giới hối lộ; Lê Quý Long, sinh năm 1959, cùng ngụ quận 3, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Yến xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, tỏ ra ngờ nghệch, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử. Trước phiên tòa, bị cáo Trần Kim Yến có đơn xin giám định tâm thần. Trong đơn yêu cầu, bị cáo này cho rằng do gia đình bên nội có truyền thống bệnh này. Theo hội đồng xét xử, yêu cầu trên là không có căn cứ để chấp nhận. Theo các bác sĩ tại trại giam Chí Hòa, thì sức khỏe bị cáo Yến ổn định, đủ điều kiện tham dự phiên tòa. Trong quá trình tạm giam, bị cáo Yến không bị bất cứ căn bệnh nào. Trước những biểu hiện bất thường của bà trùm, hội đồng xét xử đã hội ý tại chỗ và nhận định, trong quá trình điều tra, lời khai của bị cáo Yến đã đầy đủ, sức khỏe của bị cáo không có dấu hiệu bất thường. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo bất hợp tác, đây là hành vi cố tình che giấu hành vi phạm tội. Việc bị cáo khai báo hay không là quyền của bị cáo, được quy định tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Hội đồng xét xử không chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo để kết tội, mà phải dựa vào các chứng cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo khác. Trước khi bị bắt, bị cáo Yến từng có vào bọc hoàn hảo khi là hot girl sang chảnh, chủ một shop thời trang
và thường xuyên làm từ thiện. Tự tin về ngoại hình nổi trội, Yến từng quyết tâm đi theo con đường để trở thành người mẫu, tham gia vào giới showbiz để đổi đời. Nhưng vừa vào giới showbiz một thời gian, Yến không vượt qua nổi sự cám dỗ. Người đẹp thử qua ma túy đá và trở thành con nghiện lúc nào không hay. Hết tiền mua ma túy, hot girl bắt đầu chuyển sang buôn bán ma túy và trở thành bà trùm cầm đầu đường dây ma túy. Theo cáo trạng, Yến nghiện ma túy từ năm 2014. Thông qua bạn bè giới thiệu, Yến biết một người phụ nữ tên là Thúy ở Hải Phòng có nguồn hàng lớn và một người đàn ông tên là Hải Lượm ở Nha Trang có sẵn đầu ra. Năm 2016, Yến lao vào kinh doanh hàng trắng. Trong thời gian ngắn, Yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ lẻ các loại ma túy. Yến thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc. Yến mua ma túy đá từ Thúy với giá là 38 triệu đồng trên 100 gram. Sau đó, Yến thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán 45 triệu đồng trên mỗi 100 gram cho Lượm. Phi vụ đầu tiên chót lọt, Yến tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc với giá là 130.000 đồng một viên và 450 gram ma túy đá theo giá cũ. Thúy đóng gói số ma túy trên vào một thùng hàng và thuê người giao cho Yến. Huy, Thành, Trung giúp Thúy đi giao nhận hàng. Đường dây do hot girl này điều khiển hoạt động tinh vi táo bạo cho đến khi bị công an vạch trần vào tháng 1 năm 2017. Tang vật thu giữ được từ vụ án là 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, Trần Kim Yến chung sống với Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1982, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2016, Vũ bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc Yến lo lắng vì chồng hờ gặp họa, thì Lê Thành Nguyên là bà con bạn dì với Yến đến thăm. Yến tâm sự và nhờ Nguyên tìm người lo lót giúp Vũ tại ngoại. Dù không có khả năng, nhưng Nguyên vẫn đồng ý. Khoảng một tuần sau, Nguyên báo tin đã bắt mối với hàng xóm tên là Lê Quý Long. Long hét giá 1 tỷ đồng nếu muốn Vũ tại ngoại. Tuy nhiên, khi Yến chấp nhận thì Long đổi ý, chỉ lấy 500 triệu đồng để lo án treo hoặc là án khoảng 2 năm tù giam. Yến bỏ ra 550 triệu đồng nhờ Nguyên chuyển cho Long với điều kiện Long phải viết giấy tay xác nhận. Long trả Nguyên 50 triệu đồng tiền cò. Nhận tiền, Long tiêu xài hết và không có động thái chạy án, giúp Vũ thoát cảnh tù tội. Long và Nguyên xa lưới khi Yến bị bắt và khai ra phi vụ chạy án bất thành nói trên. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, bị cáo Yến không có dấu hiệu bất thường. Trước phiên tòa, mẹ bị cáo Yến có cung cấp cho hội đồng xét xử một số giấy tờ như gia đình bị cáo có di truyền bị tâm thần, bị cáo từng điều trị về bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, những giấy tờ này chưa được giám định. Tại phiên tòa vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, bị cáo Yến trả lời danh mạch các câu hỏi. Cũng tại phiên tòa này, người nhà bị cáo và luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa và có đơn yêu cầu giám định tâm thần. Tuy nhiên, yêu cầu này hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Sau phiên tòa này, bị cáo Yến giả vờ ngờ nghệch hành vi này nhằm che giấu hành vi phạm tội. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo đã có đủ căn cứ xác định bị cáo Yến cùng đồng phạm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án tử hình vang lên cũng là lúc các nữ tử tù nhận thức được những sai lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này họ cũng biết được rằng giây phút được hít thở, được sống trên cuộc đời là điều vô cùng ngắn ngủi. Trong ký ức của nhiều cán bộ thi hành án, có lẽ ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh những tử tù nữ khi bị trói vào những chiếc cọc tre. Thân hình mảnh mai, nước da trắng ngần, thế nhưng lại phải nhận án tử hình do hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Quả thật là đáng tiếc xót xa. Giá như họ có nhận thức, giá như họ không phạm tội thì có lẽ bi kịch đã không ập đến. Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2005, Tòa án Nhân dân huyện Phương Chính, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc diễn ra buổi hành quyết một cặp đôi nam nữ. Trong đó có nữ sát nhân Tất Lệ Mai. Địa điểm hành quyết là dưới một ngọn núi cách thành phố không xa. Cảnh sát căng dây để ngăn mọi người không tiếp cận quá gần nơi xét xử. Từ sáng sớm, nhiều người từ khắp mọi nơi đã đến buổi xét xử, trong đó có những người vì muốn chứng kiến vẻ đẹp của nữ sát nhân người Cáp Nhĩ Tân, cũng có người muốn tận mắt chứng kiến Tất Lệ Mai đền tội với người đã khuất. 11 giờ trưa, hội đồng xét xử đến pháp trường, Tất Lệ Mai cũng được áp giải theo. Tất Lệ Mai cao ròng ròng, dáng người mảnh mai, mái tóc đen mượt nổi bật giữa đám đông. Tuy nhiên, khuôn mặt của nữ tử tù đã không còn sức sống như trước nữa. Sau khi buổi hành quyết được diễn ra, cảnh sát đã chụp lại hai thi thể rồi đưa vào túi, mang đến nhà hỏa táng. Cha của Tất Lệ Mai là Tất Vũ Cường đã đợi sẵn ngay cửa nhà hỏa táng. Sau khi thấy thi thể con gái, ông gào lên khóc. Tất Vũ Cường đã thuê một người đến để trang điểm cho con gái mình trước khi hỏa thiêu.
gia đình họ Tất đang đứng ngoài khóc lóc đau khổ đợi nhận tro cốt con gái mình thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét sợ hãi vang lên. Tò mò nên cả cảnh sát và gia đình họ Tất kéo vào bên trong. Họ đều sững sờ khi thấy Tất Lễ Mai đang ngồi trên bàn, phía sau gáy vẫn còn dính một chút máu. Cảnh sát nhanh chóng gọi một đội pháp y đến nhà hỏa táng vì nghi ngờ đây là một phản ứng của cơ thể sau khi đã chết. Tuy nhiên khi nhân viên pháp y gọi tên, Tất Lễ Mai mấp máy miệng, đôi mắt không giống như của một người đã chết. Vài phút sau, họ còn nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt của nữ tử. Cha mẹ Tất Lễ Mai thấy sĩ quan cảnh sát rút khẩu súng ra đưa lên trước trán Tất Lễ Mai thì liền khóc lóc gào thét van xin họ. Nếu con tôi vẫn có thể sống sót qua buổi hành hình thì có lẽ nó không nên chết. Tôi xin các anh đừng giết con tôi thêm một lần nữa. Hãy để tôi thế chỗ con, hãy cho tôi chết thay cho con, hãy tha cho nó. Tuy nhiên, từ xưa đã vậy, giết người đền mạng, luật pháp luôn xử đúng người đúng tội. Tất Lễ Mai không thể được sống, một lần nữa không thể chết, ắt phải có lần hai. Tất Lễ Mai trước sau gì cũng phải thi hành bản án của mình. Nhân viên pháp y đỡ Tất Lễ Mai nằm xuống, ngay khi vừa đặt lưng, sĩ quan cảnh sát liền bắn hai viên vào đầu nữ tử tù. Tiếng súng vang lên hòa lẫn với tiếng than khóc của mẹ Tất Lễ Mai. Tất Lễ Mai mở miệng nhưng không phát ra thành tiếng, cô ta chỉ gật đầu. Hóa ra, đầu lưỡi của nữ phạm nhân bị tổn thương nên không thể nói chuyện, nhưng cô ta vẫn còn sống. Lúc này, tất cả các thành viên trong gia đình Tất Lễ Mai quỳ xuống trước mặt vị thẩm phán và năn nỉ. Tất Lễ Mai không chết khi hành hình, chứng tỏ Tất Lễ Mai không nên chết. Tuy nhiên, mặc người nhà năn nỉ hết lời, cơ quan chức năng vẫn quyết định thi hành án lần hai. Tại lò hỏa táng, cảnh sát đã rút súng lục bắn hai phát vào đầu cô ta. Tất Lễ Mai chết ở tuổi 22, dùng sinh mạng của mình để bồi đáp cho linh hồn của tướng Lai Nghĩa. Theo báo cáo trước đó, Tất Lễ Mai là một cô gái xinh đẹp, có tiếng của vùng, nhưng vì nhà khó khăn, cô phải nghỉ học ngay khi học hết cấp 2. Năm 2003, Tất Lễ Mai mở một viện thẩm mỹ và có quan hệ yêu đương với nạn nhân là tướng Lai Nghĩa. Về phía tướng Lai Nghĩa, anh là cậu con trai duy nhất của nhà họ Tưởng. Mẹ tướng Lai Nghĩa là người khó mang thai nên anh là niềm hy vọng, niềm tự hào và là tất cả với bố mẹ mình. Khi đó, để con trai mình được đi học đại học, cha tướng Lai Nghĩa đã bán cả nhà đi. Sau này, khi biết tướng Lai Nghĩa yêu được Tất Lễ Mai, vợ chồng họ Tưởng thực sự vui mừng, luôn thúc giục tướng Lai Nghĩa rước Tất Lễ Mai về làm con dâu của mình. Tuy nhiên, sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn từ bé, Tất Lễ Mai đã sớm hình thành tính thực dụng trong con người mình. Cô gặp được một người đàn ông giàu có hơn là Kim Vạn Nguyên nên muốn chia tay với Tưởng Lai Nghĩa. Tưởng Lai Nghĩa đau khổ tìm mọi cách để níu kéo mối tình này khiến Tất Lễ Mai cảm thấy phiền phức. Ngày 23 tháng 6 năm 2004, Tất Lễ Mai hẹn Tưởng Lai Nghĩa ra một ngọn núi bên ngoài thành phố với lý do cô đã nghĩ thông suốt rồi, Kim Vạn Nguyên ngoài tiền ra thì mọi mặt đều kém xa Tưởng Lai Nghĩa. Tưởng Lai Nghĩa nghe xong, vui mừng khôn xiết, liền tức tốc đến gặp người yêu. Tất Lễ Mai nói muốn leo núi cùng Tưởng Lai Nghĩa để hâm nóng lại tình cảm như xưa. Nạn nhân cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi leo được gần lên đến đỉnh núi, Tất Lễ Mai đưa cho người yêu một lon coca. Sau khi uống xong, Tưởng Lai Nghĩa tử vong. Bên trong lon nước đã bị Tất Lễ Mai bỏ thuốc độc. Sau đó, nữ sát nhân vứt xác Tưởng Lai Nghĩa xuống chân núi. Ngày 8 tháng 7 năm 2004, thi thể của Tưởng Lai Nghĩa được phát hiện trong tình trạng bị gãy nhiều xương, đang phân hủy mạnh. Sau khi khoanh vùng các mối quan hệ để điều tra, cảnh sát đưa Tất Lễ Mai vào danh sách nghi phạm. Tuy nhiên lúc đó, nữ sát nhân đã cao chạy xa bay. Song Tất Lễ Mai không phải là tên sát thủ chuyên nghiệp nên sơ hở ắt sẽ có. Trước khi chạy trốn, cô ta đã mượn Kim Vạn Nguyên 200.000 nhân dân tệ để đi Quảng Châu tham gia một khóa học về làm đẹp. Cảnh sát nhanh chóng truy tìm danh sách chuyến bay. Họ phát hiện ra Tất Lễ Mai không đi Quảng Châu mà đi Thâm Quyến, sẽ đi ra nước ngoài vài ngày sau đó. Trước khi đi, Tất Lễ Mai có gọi điện cho cha mẹ nên cơ quan chức năng đã nhanh chóng định vị được nơi Tất Lễ Mai trốn trước khi kịp bay sang nước ngoài. Ngày 28 tháng 12 năm 2004, Tất Lễ Mai bị kết án tử hình. Bản án được thi hành vào hôm 1 tháng 4 năm 2009. Lễ Mai kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 22. Ngày ra pháp trường đẫm lệ của nữ tử tù xinh đẹp và si tình. Trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại, có không ít trường hợp tử tù là phụ nữ, thậm chí có những người còn là đại mỹ nhân từng khiến cho trái tim của bao chàng trai phải xao xuyến khôn nguôi. Và trong số những nữ tử tù xinh đẹp ấy, không thể không kể đến Đào Tĩnh, bóng hồng si tình, sẵn sàng chết để bảo vệ ông trùm buôn lậu ma túy khét tiếng mà mình chót đem lòng yêu thương.
Đào Tĩnh sinh năm 1971 tại Vân Nam, Trung Quốc, trong một gia đình có 3 người con. Năm Đào Tĩnh lên 8, bố mẹ cô ta ly dị vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Khi ấy, người anh trai và chị gái ruột của Đào Tĩnh, lớn hơn cô tới mười mấy tuổi, đều đã lập gia đình riêng. Sau biến cố gia đình, Đào Tĩnh chuyển đến Bắc Kinh sinh sống cùng chị gái và anh rể. Tuy cuộc sống của cô ta không đến mức phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng vì thiếu thốn sự quan tâm dạy dỗ của bố mẹ, Đào Tĩnh đã bắt đầu sa ngã từ năm 13 tuổi, độ tuổi ấm ương, rất cần sự định hướng của người lớn. Đào Tĩnh kết giao với một đám bạn hư hỏng, không thích học mà chỉ ham chơi, hút thuốc, uống rượu và đánh nhau để lấy số má. Thậm chí cô ta còn đi chơi thâu đêm suốt sáng cùng với các chiến hữu của mình. Sau khi chật vật học hết cấp 3, Đào Tĩnh thi trượt đại học. Người anh rể tốt bụng đã bỏ tiền đầu tư cho cô ta mở một cửa hàng cắt tóc gội đầu nho nhỏ. Có lẽ vì vẻ đẹp động lòng người của Đào Tĩnh, rất nhiều kẻ vô công rồi nghề đã tìm tới giao lưu với cô chủ xinh xắn. Vốn luôn thích tỏ ra nghĩa khí, Đào Tĩnh đã dần kết thân với các nhóm đàn anh đàn chị trong vùng. Và rồi, sau quả tạ của cô ta đã nhanh chóng tìm đến bên người đẹp. Đó là một gã đàn ông họ Dương, chuyên gieo rắc cái chết trắng. Gã bạn trai tội phạm luôn rót vào tai Đào Tĩnh cách làm giàu nhanh chóng mà lại dễ dàng của mình. Chịu sự ảnh hưởng của hắn, cô gái trẻ đã quyết định quay về Vân Nam để gây dựng sự nghiệp buôn bán ma túy, thứ mà cô ta biết rõ mười mươi là có thể đưa mình vào vòng lao lý bất cứ lúc nào. Giống như bao kẻ buôn bán ma túy khác, một khi đã nhúng tay vào tràm thì rất khó rút chân ra được. Đào Tĩnh càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi cùng những cuộc giao dịch tình tiền bất chính. Cô ta và một số ông trùm ma túy ở nước ngoài cùng nhau thiết lập mạng lưới kinh doanh cái chết trắng. Để công việc thuận lợi hơn, Đào Tĩnh đã cặp kè với rất nhiều đại ca xã hội đen và bị gã nhân tình họ Dương thâm độc ép phải đặt vòng tránh thai. Cô ta không hề biết rằng mình đã trở thành công cụ đắc lực của hắn. Không chỉ sai người tình đi gây dựng quan hệ, gã đàn ông mưu mô ấy còn nhiều lần ép Đào Tĩnh phải giấu ma túy vào trong đồ lót để có thể qua mặt lực lượng chức năng. Trước đó, cặp đôi này đã ngầm đưa ra một giao ước. Nếu chẳng may một trong hai người bị bắt thì sống chết cũng không được khai ra danh tính của đối phương. Và thực tế đã chứng minh rằng Đào Tĩnh là một người phụ nữ cực kỳ biết giữ chữ tín. Cô ta dùng chính sinh mệnh của mình để hoàn thành lời nguyện thề với người yêu. Tuy cặp đôi đã sử dụng những phương pháp vô cùng tinh vi để vận chuyển ma túy, nhưng hành động của chúng không thể thoát khỏi tầm mắt của các chiến sĩ cảnh sát. Năm 1991, trong một lần hành nghề, Đào Tĩnh không may xa lưới pháp luật. Khi ở trong trại giam chờ ngày xét xử, cô ta được các nhà chức trách khuyên nhủ hãy thành thật khai báo để được hưởng khoan hồng. Thậm chí, cơ quan công an còn khẳng định chỉ cần Đào Tĩnh lấy công chuộc tội bằng cách khai ra kẻ đứng đầu đường dây buôn bán ma túy, cô ta sẽ được miễn tội tử hình. Dẫu vậy, Đào Tĩnh vẫn một mực giữ vững sự trượng nghĩa cùng tình cảm của mình dành cho gã bạn trai tội phạm. Cô ta kiên quyết không chịu khai nhận sự thật và tự đẩy mình vào chỗ chết. Tháng 7 năm 1991, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Vân Nam đã tuyên án tử hình dành cho Đào Tĩnh, can tội buôn bán trái phép chất ma túy. Trong buổi xét xử ấy, cùng bị tuyên án tử hình với cô ta còn có 27 kẻ phạm tội khác. Ngày 28 tháng 10 năm 1991, Đào Tĩnh bị đưa ra pháp trường xử tử. Trước ngày thi hành án, cô ta chỉ có một mong muốn duy nhất là được tháo vòng tránh thai đặt trong người ra và đã nhanh chóng được toại nguyện. Khi gặp mặt người thân lần cuối, Đào Tĩnh đã cứng rắn nhắc nhở anh trai mình rằng không được khóc. Tuy nhiên, lúc quay sang nhìn gương mặt đau khổ của mẹ mình, cô ta đã lập tức và khóc nức nở. Trước khi bị xử tử, Đào Tĩnh chỉ kịp để lại một mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủi: mẹ yêu quý của con. Cuộc đời của nữ tử tù được mệnh danh là xinh đẹp nhất Trung Quốc kết thúc ở tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của người con gái sắc nước hương trời như cô ta. Đào Tĩnh đã trở thành nữ phạm nhân trẻ tuổi nhất bị kết án tử trong lịch sử tội phạm Trung Quốc hiện đại kể từ năm 1949, âu cũng chỉ vì một chữ tình. Khi tòa dứt lời tuyên án, có bị cáo mừng rơn vì sắp thoát khỏi cánh lao tù khi thời gian chấp hành án sắp hết. Thế nhưng có lúc lời tuyên án vừa dứt, bị cáo đổ gục, la hét, vật vã trong vòng tay cảnh sát. Đó là phút sinh tử của những tử tù khi bị tòa tuyên án chết. Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thị Huệ, 42 tuổi ở An Giang, diễn ra trong vánh. Nội dung vụ án đơn giản, thời gian xét xử cũng không dài, nhưng phút chia tay giữa bị cáo và những người thân khiến những người có mặt thấy lòng đau nhói. Trình bày lý do kháng cáo xin tha tội chết, Huệ nghẹn ngào nói trong nước mắt. Bị cáo cho biết mình sinh ra trong cảnh nghèo nên bị cáo thất học, từ nhỏ đã quen với việc buôn bán kiếm sống qua ngày.
Lớn lên, lập gia đình xong, Huệ cùng chồng phiêu dạt nhiều nơi, sang cả Campuchia để đem hàng lậu như điện thoại, thuốc lá, vân vân về Việt Nam kiếm lời. Những chuyến hàng lén lút qua biên giới bằng đường tiểu ngạch lúc được lúc mất do sự truy xét gắt gao của cơ quan chức năng. Trong những chuyến xuất ngoại ấy, Huệ quen Phan Thị Hằng, sinh năm 1983, ở Thừa Thiên Huế, cùng là đồng minh buôn lậu, cùng cảnh trốn chui trốn lủi như nhau. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2011, khi Huệ đi xe máy từ Phnom Penh về Việt Nam thì được Hằng bỏ hai đôi dép vào túi sách, nhờ sách qua biên giới vào Việt Nam giao lại cho người của Hằng với tiền công là 10 đô la Mỹ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi đến chốt kiểm soát Nam Hiệp Thành, Huệ bị lực lượng biên phòng thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra phát hiện và bắt giữ. Theo kết quả giám định, 1.188 gram chất bột màu vàng nhạt chứa trong hai đôi dép đều là ma túy. Ngay lập tức, công an khám xét chỗ ở của gia đình Huệ nhưng không có bất cứ vật gì đáng giá. Hiện Hằng đã bỏ trốn, Huệ bị bắt và đưa ra xét xử với bản án tử hình. Tại tòa, người đàn bà ấy là một tử tù vừa khóc vừa lắc đầu kêu oan, khăng khăng cho rằng từ nhỏ tới giờ bị cáo chưa từng nhìn thấy ma túy, cũng không hề biết trong hai đôi dép ấy có chứa thứ chất bột chết người này. Khi nhận hai đôi dép từ tay Hằng, bị cáo có hỏi nếu bị bắt có bị đi tù không thì Hằng cho biết không bị tù vì hai đôi dép trên chỉ là hàng trốn thuế thôi chứ không có gì đáng giá. Những lời khai ấy không thuyết phục được hội đồng xét xử vì theo kết quả điều tra, giữa Huệ và Hằng đã có những cuộc điện thoại kéo dài với người lái xe ôm gần biên giới để trao đổi về những chuyến đi. Tòa bác đơn kháng cáo, y án tử hình, đôi chân khuỵu xuống, bị cáo đổ gục dưới chân vành móng ngựa. Hai người con gái của bị cáo òa khóc, lao về phía bị cáo. Không ai nói được lời nào, họ nhìn nhau, gào khóc suốt đoạn đường dẫn giải đến chiếc xe thùng dành cho bị cáo. Có lẽ vì cảm động trước tiếng khóc của những đứa con, viên cảnh sát bảo vệ đã cho bị cáo nán lại vài phút, nắm tay rồi ôm choàng đứa con gái út trước khi cánh cửa xe thùng khép chặt. Con ơi, mẹ có làm sao thì cũng ráng sống nha con phải hứa với mẹ là sống tốt nha, nhớ thay mẹ chăm sóc bà ngoại. Vừa nói với con gái út xong thì Huệ vội quay sang nói với người đàn ông đang ứa nước mắt đứng bên cạnh. Anh ráng mạnh khỏe để lo cho gia đình. Anh hứa với em sẽ thay em chăm sóc con, chăm sóc mẹ nhé. Có vậy, nếu phải chết thì em mới yên lòng. Người đàn ông đưa bàn tay thô ráp gạt ngang nước mắt, khẽ gật đầu. Chiếc xe thùng khuất dạng để lại những người thân đứng siêu vẹo giữa sân tòa. Trong một phiên tòa khác, bị cáo cũng bị tuyên án tử. Sau phần tuyên án là phút chia tay xé lòng giữa tử tù và những người thân. Đó là phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Văn Hùng, 27 tuổi, ở Bình Phước, phạm tội giết người. Nội dung vụ án cũng vẻn vẹn chưa đầy trang giấy, nhưng nỗi đau để lại cho người trong cuộc là không thể nguôi ngoai. Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2010, anh Trần Văn Tiến cùng nhóm bạn đến uống bia hát karaoke tại quán Hương Tràm ở phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Một lúc sau, trong lúc Đoàn Văn Hùng đang ngồi nhậu với Trần Anh Văn và Phạm Trường Ninh thì Ninh nhận được điện thoại của bạn là Huỳnh Thị Phương Thảo là tiếp viên quán Hương Tràm báo rằng có khách ở phòng 3 trong quán đang gây sự. Là đàn anh nên khi biết chuyện, Hùng và Văn liền lận dao vào người đi về quán để giải quyết. Tới nơi, cánh cửa phòng 3 vừa mở, anh Trần Văn Tiến từ trong bước ra, chưa kịp định thần thì đã bị Hùng rút dao đâm một nhát chí mạng vào người dẫn đến tử vong. Gây án xong, Hùng bỏ đến nhà bạn là Hà Văn Tám, giấu dao rồi bỏ trốn. Hôm sau, nghĩ mình không thể thoát được lưới pháp luật, bị cáo Hùng đã ra đầu thú. Xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt Hùng mức án tử hình về tội giết người với tính chất côn đồ. Là đồng phạm của Hùng, Văn và Tám cũng bị lãnh án về một trong hai tội giết người và che giấu tội phạm. Sau đó, Hùng làm đơn kháng cáo xin tha tội chết. Ngay bị cáo ra tòa, người mẹ vợ già khọm cùng những người thân dắt díu theo hai đứa nhỏ đến nghe phiên xử. Vì còn nhỏ, một người phải đứng canh hai đứa trẻ đợi ở ngoài bởi chốn công đường uy nghiêm, đau xót ấy, vốn được coi là chỗ những đứa trẻ không được đặt chân. Cơ hội duy nhất để Hùng gặp mặt con là lúc tòa tuyên án xong, bị cáo được dẫn giải lên xe tù. Tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình. Khi Hùng bước xuống bậc tam cấp, hai người bà con lật đật ôm hai đứa trẻ chạy lại gần. Vợ Hùng đứng thẫn thờ, gương mặt cứ dại đi, chị vốn ngờ nghệch không được nhanh nhẹn như thường. Nhìn thấy con, kẻ tử tù òa khóc, đưa tay chơi với. Ngồi trên hông người bác, đứa con gái lớn hơn 2 tuổi nhìn cha ngơ ngác, rồi dán chặt mắt, nhìn chăm chăm vào chiếc còng số 8 trên tay bị cáo. Đứa con trai nhỏ hơn 1 tuổi thấy cảnh xô đẩy thì liền khóc lóc ré lên. Những người có mặt đều rưng rưng nước mắt.
lực lượng cảnh sát bảo vệ dành cho tử tù vài phút để tạm biệt người thân, bởi đây là cuộc chia tay nghiệt ngã, khiến ai chứng kiến cũng phải thấy mủi lòng. Người nhà vợ Hùng cho biết, Hùng đã mất cả cha lẫn mẹ từ lâu. Giờ đây, con của Hùng lại mất cha từ thuở còn bước đi chập chững. Người vợ trẻ thì khờ khạo, không biết số phận hai đứa trẻ sẽ ra sao. Kẻ tử tù bước lên chiếc xe thùng với những bước chân nặng trĩu. Chiếc xe vụt lao đi, bóng hai đứa trẻ cùng người thân siêu vẹo giữa sân tòa trống hoác. Ở một vụ án khác, rạng sáng một ngày cận Tết Nguyên đán năm 2013, một số người dân ở ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đi làm sớm đã phát hiện ra bên bãi đất trống ven đường Võ Văn Kiệt thuộc phường Phú Hòa thi thể một người bị đốt cháy đen. Nạn nhân được xác định là bà Trương Thị Mỹ Hạnh, 48 tuổi, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 2 tuần sau là ngày 20 tháng 2 năm 2013, kẻ thù ác là Lê Trung Hiếu, là người tình sống chung như vợ chồng với bà Hạnh, bị công an bắt giữ khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận anh ta vốn đã có vợ và hai con nhưng đã chia tay. Năm 2012, sau một lần đi chơi với bạn, Hiếu quen với bà Hạnh, là người phụ nữ đã mất chồng, hiện đang sống một mình trong căn nhà cạnh quốc lộ 1A thuộc quận 12. Mặc dù bà Hạnh lớn hơn 13 tuổi, song biết bà này có nhiều tài sản nên Hiếu nảy sinh ý định tán tỉnh để đào mỏ. Với tài ăn nói của mình, gã trai nhanh chóng được người phụ nữ quá bụa đặt trọn tình cảm và bà Hạnh đón Hiếu về nhà chung sống như vợ chồng. Nhưng một thời gian ngắn sau, phát hiện được Hiếu chỉ là kẻ ăn bám, lợi dụng tiền bạc chứ không yêu thương gì mình, bà Hạnh đã tức giận chửi người tình trước mặt bạn bè và yêu cầu chia tay. Mất mặt vì bị hạ nhục giữa chốn đông người, Hiếu nảy sinh ý định trả thù bà Hạnh. Biết người tình lớn tuổi thường xuyên đau ốm nên Hiếu mua thuốc chuột về giấu trong lọ vitamin để trong nhà chờ cơ hội ra tay. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 1 năm 2013, bà Hạnh lên cơn đau bụng và nhờ Hiếu lấy thuốc dùng. Hắn liền lấy thuốc diệt chuột trộn lẫn với thuốc điều trị tiêu hóa cho người tình uống. Uống thuốc xong một lúc thì bà Hạnh sùi bọt mép, nằm xuống võng, mê man bất tỉnh. Thấy vậy, Hiếu khóa cửa lại rồi bỏ về nhà mẹ ruột ở quận Gò Vấp. Sáng hôm sau, Hiếu quay lại nhà bà Hạnh, thấy nạn nhân đã chết, hắn liền lau chùi hiện trường và nghĩ cách phi tang xác. Hiếu đi mua bao ni lông về, sau đó lột lấy toàn bộ tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng trên người nạn nhân, gồm hai bông tai, sợi dây chuyền, bộ vòng, lắc, nhẫn, đồng hồ mạ vàng và điện thoại. Đến 22 giờ cùng ngày, Hiếu lấy dây điện trong nhà, trói xác theo tư thế ngồi xổm, rồi cho vào bao bố, buộc miệng bao lại bằng dây ni lông. Hung thủ bỏ bao bố có xác nạn nhân vào thau nhựa và lấy nhiều rổ nhựa trong nhà trồng lên trên, ngụy trang, giống như một món hàng mang ra chợ bán. Sau đó, Hiếu mua 10 lít xăng đựng vào can nhựa, rồi lấy xe máy của nạn nhân chở cái xác xuống ngoại ô thành phố Thủ Dầu Một tưới xăng đốt. Gây án xong, Hiếu mang xe nạn nhân về gửi tại bệnh viện 175 quận Gò Vấp và vứt thẻ xe, chìa khóa cùng giấy tờ vào thùng rác. Số tài sản cướp được, Hiếu đem bán được 1,5 lượng vàng SJC cùng 9 triệu đồng tiền mặt. Số vàng hắn mang về cho mẹ, còn tiền thì giữ lại tiêu xài. Để con bà Hạnh không nghi ngờ, hung thủ mua nhiều sim rác về tự nhắn vào điện thoại của mình với nội dung chửi mắng Hiếu quan hệ với bà Hạnh rồi đưa cho các con của bà này xem. Tuy nhiên, kế hoạch của Hiếu nhanh chóng bị cơ quan điều tra lật tẩy. Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra, Hiếu bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản. Hắn liền làm kháng cáo xin được ân giảm án tử. Cuối tháng 10 năm 2011, Tòa tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Trước vành móng ngựa, Hiếu khai báo quanh co, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Anh ta cho rằng chỉ cho bà Hạnh uống thuốc giảm đau chứ không phải là thuốc chuột như trong nội dung bản án. Vị chủ tọa hỏi, thế tại sao trong bản lời khai ban đầu bị cáo lại thừa nhận là mình cho bà Hạnh uống thuốc diệt chuột? Do lúc đó bị cáo bị công an ép cung nên mới phải khai như vậy. Lúc đầu bị cáo nói chỉ cho uống thuốc giảm đau, nhưng điều tra viên nói thuốc giảm đau thì làm sao mà chết người, nên đã đánh đập, bắt bị cáo phải khai là thuốc chuột. Thực sự thì bị cáo không liên quan đến cái chết của bà Hạnh, mong quan tòa suy xét. Hiếu trả lời và tiếp tục lý nhí. Bị cáo không liên quan đến cái chết của nạn nhân, sao lại đem xác người ta đi đốt? Nói về lý do khi người tình chết đã bỏ trốn, Hiếu cho rằng do sợ bị liên lụy. Bị cáo cũng không đốt xác như trong bản án mà chỉ chờ thi thể bà Hạnh về Bình Dương, còn ai đốt xác thì bị cáo không biết, hung thủ ấp úng. Trước thái độ không thành khẩn của bị cáo, vị chủ tọa lớn tiếng, bị cáo nói mình không liên quan đến cái chết của bà Hạnh, thế tại sao lại sợ hãi mang xác phi tang?
bị cáo nói cho bà Hạnh uống thuốc giảm đau, nhưng theo giám định tử thi, trong dạ dày nạn nhân không có thành phần thuốc giảm đau mà là chất để bào chế thuốc chuột. Còn việc lấy hết tài sản của nạn nhân, bị cáo giải thích ra sao? Đến đây thì Hiếu im lặng không trả lời. Xét thấy hành vi của Hiếu là mất hết tình người, không còn khả năng cải tạo, lại còn khai báo quanh co không thành khẩn, nên hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo này. Bản án tuyên xong, gã từ tù gục xuống và công an dẫn giải phải dìu gã ra xe về trại giam. Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tăng án từ 20 năm tù lên tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với Trần Thị Bé Ba, sinh năm 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận định, dù nhỏ tuổi hơn các bị cáo khác, nhưng Bé Ba thường xuyên qua Campuchia làm việc ở các sòng bạc. Bên cạnh đó, lượng ma túy mà Ba vận chuyển nhiều hơn so với các bị cáo còn lại. Lẽ ra, với 1.354,48 gram heroin bị bắt quả tang, Ba phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình. Nhưng xét tuổi bị cáo còn nhỏ, vừa 18 tuổi 2 tháng, nên Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM chỉ đề nghị mức án tù chung thân. Các phúc thẩm cũng thống nhất với quan điểm của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho rằng mức án 20 năm tù là chưa nghiêm và chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn bác kháng cáo, tuyên phạt Trần Thị Thanh Lan, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Bình Phước, y án tử hình. Phạm Thị Ni, sinh năm 1964. Võ Thị Lâm, sinh năm 1984, y án tù chung thân cùng về tội danh trên. Theo bản án sơ thẩm, khoảng tháng 12 năm 2012, Lan quen với một phụ nữ tên là Thủy, sống tại Campuchia và được người này rủ đi vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam với tiền công là 1.400 đô la Mỹ mỗi chuyến. Thấy Ni, Lâm, Ba cũng không có công việc ổn định nên Lan rủ cả ba cùng tham gia. Ngày 1 tháng 1 năm 2013, khi đến Campuchia, Lan đã giới thiệu những người đi cùng với Thủy. Lập tức, Thủy lấy số đo áo ngực, dép, dây thắt lưng của nhóm Lan để chuẩn bị cho việc cất giấu ma túy. Hai ngày sau, Thủy mang hàng đã được cất giấu sẵn đến và yêu cầu họ mang vào người rồi về thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách. Riêng Lan thì đi bằng đường tiểu ngạch vì không có hộ chiếu. Khi cả nhóm về đến thành phố Hồ Chí Minh thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang với hơn 1,3 kg heroin trong mỗi người. Do chưa xác định được lai lịch của Thủy nên cơ quan chức năng chưa xử lý. Ở vụ án khác cũng với tội danh là buôn bán ma túy, ngày 17 tháng 4 năm 2014, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hoa, 49 tuổi, ngụ TP.HCM, án tử hình. Bị cáo Võ Nhật Bình, 42 tuổi, ngụ TP.HCM và bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Loan, 32 tuổi, ngụ Bình Dương, cùng án tù chung thân. Bị cáo Dương Quang Đại, 51 tuổi, ngụ TP.HCM và bị cáo Trần Thanh Hậu, 43 tuổi, ngụ TP.HCM cùng mức án 20 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tại cây xăng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP.HCM bắt quả tang Dương Thị Hoa đang cất giữ hai gói ni lông chứa chế phẩm heroin cân nặng gần 75 gram. Tiến hành khám xét nơi ở của Hoa, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm 21 gói ni lông chứa chế phẩm heroin cân nặng 256 gram. Quá trình điều tra, Hoa khai nhận tham gia mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 9 năm 2012 cho đến ngày bị bắt. Nguồn ma túy Hoa mua của Nguyễn Thị Cẩm Loan tất cả là hai bánh. Ngoài ra, Hoa còn mua ma túy của Trần Thanh Hậu theo phương thức lấy ma túy trước trả tiền sau. Như vậy, việc mua hai bánh heroin từ Loan tương đương 750 gram cộng với hơn 300 gram heroin bị bắt quả tang, Hoa phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng trọng lượng ma túy hơn 1 kg. Từ lời khai của Hoa, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Cẩm Loan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Loan khai nhận nhờ có người giới thiệu nên quen với Nguyễn Nhật Bình. Từ tháng 9 năm 2012 đến tháng 10 năm 2012, Loan thực hiện việc mua bán heroin với Bình hai lần. Cụ thể, Dương Thị Hoa đặt mua của Dương Quang Đại một bánh heroin, thế là Đại gọi điện cho Loan đặt mua một bánh để giao cho khách. Loan đồng ý bán và nói Võ Nhật Bình mang cho Loan một bánh heroin với giá là 195 triệu đồng. Khi đã quen biết với Hoa, Loan nói rằng khi nào cần ma túy thì gọi thẳng cho Loan chứ không cần phải thông qua Đại. Sau đó, Hoa tiếp tục đặt mua một bánh nữa.
Loan lấy của Bình với giá là 195 triệu đồng và bán lại cho Hoa là 198 triệu đồng, thu lời được 3 triệu đồng. Từ lời khai nhận của Hoa và Loan, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Võ Nhật Bình. Vốn là con nghiện, Bình thường xuyên đến khu vực công viên 23 tháng 9, quận 1 mua ma túy dạng hàng đá của một người tên là Hoàng không rõ lai lịch về sử dụng. Ngoài ra, Bình còn mua hàng về phân nhỏ để đi bán cho các đối tượng hút chích tại một số công viên trên địa bàn thành phố. Đến tháng 9 năm 2012, qua người bạn, Bình quen biết với Cẩm Loan. Qua trao đổi, Loan đặt vấn đề mua heroin của Bình với số lượng lớn và Bình đã bán cho Loan hai bánh heroin như đã nêu trên. Sau khi bị cơ quan điều tra bắt giữ, Dương Quang Đại khai nhận việc giới thiệu Hoa cho Loan để mua một bánh heroin đầu tiên được Loan cho 2 triệu đồng tiền công giới thiệu. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Trần Thanh Hậu đang có hành vi cất giữ 5 gói ni lông chứa chế phẩm heroin cân nặng gần 200 gram. Hậu khai nhận do ở gần nhà nhau nên có biết là Hoa mua bán heroin. Hoa đặt vấn đề tìm nguồn lấy hàng về bán lại kiếm lời, Hậu đồng ý. Hậu mua 5 lượng heroin với giá là 22 triệu đồng một lượng và về giao cho Hoa. Nhưng chưa kịp bán cho Hoa thì đã bị công an bắt. Với tội phạm ma túy, pháp luật luôn có những bản án thích đáng và mạnh tay xử lý nhằm giữ gìn, bảo đảm an ninh trật tự đất nước. Sáng ngày 5 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt 2 bị cáo cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, Trần Minh Hoàng, sinh năm 1991, trú Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa, tử hình, tổng hợp với bản án 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, buộc chấp hành hình phạt chung là tử hình. Hồng Thị Tranh Tha, sinh năm 1984, trú Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, tù chung thân. Khoảng 11 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2018, tại khu vực Phương Sài, Nha Trang, công an bắt quả tang Hoàng đang cầm một bịch ma túy. Khối lượng là 1994,2069 gram. Hoàng khai nhận ma túy của Hoàng và Tha mang đi bán kiếm lời. Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại khu vực đường Đồng Nai, công an phát hiện thu giữ của Tha một bịch ma túy với khối lượng là 868,7004 gram. Tha khai nhận số ma túy này của Hoàng mới đưa đi cất giữ, nói chờ Hoàng quay lại. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai số ma túy đá trên của Hoàng và Tha mua của một người tên là Chani tại Campuchia với giá là 15.000 đô la Mỹ với mỗi kg ma túy. Đây là lần thứ hai Hoàng và Tha bán ma túy ở Nha Trang. Lần thứ nhất, khoảng cuối tháng 9 năm 2018, Hoàng nhờ một người tên là Tý, chưa rõ lai lịch, giới thiệu người mua. Một nam thanh niên ở Nha Trang đã liên lạc với Hoàng đặt mua 2 kg ma túy đá với giá 420 triệu đồng mỗi kg. Tối ngày 6 tháng 10 năm 2018, Hoàng gặp Chani mua 2 kg ma túy rồi cùng Tha mang về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Rạng sáng ngày 13 tháng 10 năm 2018, Hoàng và Tha bán chót lọt số ma túy trên cho một phụ nữ tên là Diệp tại khu vực Lầu 7 lấy 825 triệu đồng. Đến ngày 18 tháng 10 năm 2018, sau khi nhận điện thoại đặt mua tiếp 3 kg ma túy của nam thanh niên ở Nha Trang, Hoàng và Tha lại sang Campuchia mua ma túy của Chani. Khi ra Nha Trang, Tha rủ thêm em ruột là Hồng Phương và con gái là Trương Thị Hồng Ngân cùng bạn trai Ngân là Nguyễn Văn Chí cùng đi chơi. Ngày 20 tháng 10 năm 2018, ra Nha Trang, 3 người được rủ đi chơi, còn Hoàng và Tha đi bán ma túy. Do Diệp báo lại chỉ đủ tiền mua 2 kg ma túy, nên Hoàng giao cho Tha giữ một phần, còn lại mang đi bán. Trong lúc chờ bán, Hoàng bị bắt quả tang. Kết luận giám định cho thấy, toàn bộ số ma túy thu giữ của Hoàng và Tha đều là methamphetamine. Đối với Trí, Phương, Ngân, cơ quan điều tra xác định không biết, không liên quan việc Hoàng và Tha buôn ma túy nên không truy cứu. Đối với người tên là Chani, tên Diệp và nam thanh niên ở Nha Trang, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh để xử lý sau. Cũng trong năm 2020, ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc, sinh năm 1991 ở Long An về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo bản án sơ thẩm, vào chiều ngày 27 tháng 2 năm 2019, đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ở Long An phối hợp cùng với các lực lượng chức năng phát hiện Ngọc đi xe máy gần khu vực biên giới có dấu hiệu nghi vấn. Khi yêu cầu dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Ngọc có 3 kg ma túy đá và 4.000 viên nén có khối lượng là 1,6 kg ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra, Ngọc khai nhận từ tháng 11 năm 2018 đã bắt đầu vận chuyển ma túy từ Campuchia về cho Dương Ngọc Như Huỳnh, sinh năm 1987, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Mỗi lần phạm tội, Ngọc nhận ma túy tại cửa hàng do Huỳnh thuê tại Savarien, Campuchia, cách trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu khoảng 2 km. Sau đó, Ngọc qua biên giới về Việt Nam giao lại. Sau mỗi lần chuyển chót lọt, Ngọc được trả từ 5 triệu đồng. Trước khi bị bắt, Ngọc đã vận chuyển chót lọt 19 lần với số lượng mỗi lần từ 1 kg đến 4 kg ma túy, thu lợi bất chính 182 triệu đồng. Với hành vi của mình, Ngọc bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau bản án sơ thẩm, Ngọc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa hôm nay, Ngọc xin giảm nhẹ hình phạt để nuôi con nhỏ. Ngọc khai, do gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con bị bệnh không có tiền chữa nên mới đồng ý giúp Huỳnh vận chuyển ma túy. Bản thân bị cáo không hiểu pháp luật, chỉ nghe Huỳnh nói nếu bị bắt thì bị phạt từ 2 tới 3 năm tù nên làm liều. Ngoài ra, Ngọc cho rằng gia đình bị cáo có công với cách mạng, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần, số ma túy đặc biệt lớn, thu lợi bất chính với số tiền lớn, bản án sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình là đúng người đúng tội. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Ngọc. Ngày 16 tháng 8 năm 2002, phiên tòa tuyên án tử hình nữ phạm nhân Lưu Đông Mai tại Tòa án Trung cấp Quảng Châu đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận trong một thời gian dài. Theo đó, nữ phạm nhân Lưu Đông Mai vì tình nên đã cấu kết với bạn trai cũ cùng nhóm tội phạm cướp bóc buôn bán ma túy giết hại một người phụ nữ vô tội. Cuối cùng, tất cả đã phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Lưu Đông Mai, sinh năm 1981, là người Hà Nam, sở hữu ngoại hình ưa nhìn và khá thuần khiết. Cô và bạn trai tên là Vương Lãng, cùng là bạn học tại trường du lịch Trịnh Châu. Năm 1998, Lưu Đông Mai đã gặp một người đàn ông họ Hoàng tại nơi thực tập ở Quảng Châu. Thời gian đó, cô đã đem lòng yêu người đàn ông này dù biết anh ta đã có vợ. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ mập mờ. 2 năm sau, Vương Lãng phát hiện bạn gái có người đàn ông khác nên đã quyết định chia tay. Tuy nhiên, dù không còn quan hệ nhưng tình cảm của Vương Lãng vẫn còn sâu đậm. Vì vậy, khi chia tay, anh đã nói rằng nếu như có chuyện xảy ra, anh sẽ vẫn bên cạnh và giúp đỡ em. Một thời gian sau, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Giấy không thể gói được lửa, cuối cùng vợ của Hoàng họ Phan đã phát hiện chuyện ngoại tình của chồng. Cô Phan cảnh báo Lưu Đông Mai hãy rời xa chồng mình càng sớm càng tốt. Trước lời nói này, Lưu Đông Mai bắt đầu cảm thấy khó chịu và lo lắng rằng mối quan hệ với Hoàng sẽ gặp trở ngại nên quyết định lên kế hoạch trả thù. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, Lưu Đông Mai gọi điện thoại cho bạn trai cũ là Vương Lãng và nói rằng cô đang rất đau khổ. Vương Lãng vì còn tình cảm nên không ngần ngại lặn lội từ Hà Nam đến Quảng Châu để an ủi bạn gái cũ. Vương Lãng đã dùng tên giả là Tống Cường Lập để thuê một khách sạn ở Quảng Châu. Lưu Đông Mai sau khi gặp được người bạn trai cũ đã khóc nức nở kể rằng cô bị Phan lừa và bị một lão già hãm hiếp. Vương Lãng nghe chuyện xong thì vô cùng tức giận và quyết định báo thù thay cho bạn gái cũ. Sau cùng, cả hai nhanh chóng thảo luận chiến lược, xóa bỏ cái gai trong mắt. Trước khi hành động, Lưu Đông Mai đã tìm hiểu về Phan và biết được cô có nhu cầu nghiên cứu về tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ nên đã giả danh một người khác giới thiệu đến gặp Vương Lãng để trao đổi. Ngày 15 tháng 5 năm 2000, Lưu Đông Mai đã dụ được Phan đến khách sạn nơi Vương Lãng đang ở. Nhân lúc Phan không để ý, Vương Lãng đã đánh vào đầu Phan bằng búa rồi dùng tay bóp cổ đến khi cô tắt thở. Sau khi Phan chết, Vương Lãng vẫn không dừng lại, hắn đem nạn nhân vào nhà tắm, sau đó ấn đầu vào bồn tắm rồi bắt đầu chặt xác. Lưu Đông Mai lúc đó cũng có mặt tại hiện trường và tiến hành xóa dấu vết gây án. Cả hai dùng chiếc vali bỏ thi thể của Phan vào rồi chia làm hai phần ném xuống sông Châu Giang. Không lâu sau thì tội ác của cặp đôi đã bị phát hiện. Ngày 16 tháng 8 năm 2002, Vương Lãng và Lưu Đông Mai chính thức bị tuyên án tử hình về tội giết người. Vào ngày tuyên án, Lưu Đông Mai mặc một chiếc váy hồng giản dị và trông như đang khóc, nhưng trên thực tế chẳng có giọt nước mắt nào. Lưu Đông Mai là người phụ nữ duy nhất trong số những phạm nhân có mặt tại tòa án hôm đó. Vì vậy, hình ảnh của cô đặc biệt được mọi người chú ý. Sau khi tuyên án, phóng viên truyền thông đã tiến lên chụp ảnh. Thay vì lảng tránh sợ sệt thì Lưu Đông Mai lại nhoẻn miệng cười thì thầm 12 chữ. Vô duyên hà sinh từ sự, hữu tình sở lụy thử nhân. Tạm dịch, chẳng có duyên nợ thì làm sao dẫn đến chuyện này. Phải có tình cảm, cả đời này mới gắn chặt với nhau. Khi nhân viên cảnh sát đưa Lưu Đông Mai vào khu vực hành hình, cô vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt mình.
Vụ án trả thù về tình của Lưu Đông Mai đã gây chấn động dư luận Quảng Châu một thời gian dài. Tại nơi tuyên án, khi Lưu Đông Mai bị phán quyết tử hình, một tiếng la ó trong số 500 người tham dự đã phát lên. Bạn không thể nhìn thấu được, cô gái có vẻ ngoài thuần khiết lại có tâm hồn xấu xa như thế. Kể từ đó, hình ảnh nữ tử tù 21 tuổi với nụ cười nhoẻn miệng trước khi bị hành hình vẫn khiến mọi người ám ảnh. Ở một vụ việc khác, năm 1986, cô gái xinh đẹp tên là Song Dan được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Sống cuộc sống không quá thiếu thốn, nhưng Song Dan ngay từ năm 13 tuổi đã bị chính thầy giáo và người chú rể của mình xâm hại tình dục nhiều lần. Dù những kẻ ác đã phải chịu hình phạt từ 8 tới 9 năm tù, tuy nhiên vết thương chúng để lại cho cô gái trẻ vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ đẹp của Song Dan chẳng những không mang lại cho cô những điều may mắn mà lại báo hiệu tương lai đầy sóng gió. Song Dan lớn lên trong những tiếng chửi rủa và đánh đập của cha. Chính sự giáo dục sai lầm này đã khiến Song Dan trở thành một đứa trẻ lầm lì, đầy thù hận. Cô trở nên nghiện game và thích chat online. Song Dan còn học đòi, dùng thuốc lá, uống rượu và tụ tập với đám bạn xấu, thâu đêm suốt sáng. Và điều tồi tệ nhất đã đến, vào một buổi sáng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vào năm 2005, ngay khi vừa tròn 18 tuổi, Song Dan bị bắt vì tội bắt cóc và giết người. Trước tòa, Song Dan thừa nhận bắt cóc và giết chết bạn trai vì muốn lấy tiền đi xem buổi trình diễn ca nhạc của thần tượng. Hành động thiếu tình người và nông nổi của một cô gái còn quá trẻ đã phải trả giá bằng mức án cao nhất, khép lại cuộc đời 18 năm chẳng có mấy ngày vui. Ở tuổi 19, khi mà hầu hết chúng ta mới chỉ đang bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của tuổi trưởng thành thì cô gái Nhân Tuyết lại phải chịu án tử, kết thúc cuộc đời ai oán của mình. Nhân Tuyết vốn là cô gái xinh đẹp đầy mộng mơ, nhưng trớ trêu thay, cô lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh trai của Nhân Tuyết từng có quan hệ yêu đương với con gái nhà họ Đinh nhưng lại vấp phải sự phản đối vì gia cảnh nghèo hèn. Sau khi bị từ chối, người anh này đột nhiên biến mất, hoàn toàn không có tung tích gì, bỏ lại cả gia đình khó khăn chồng chất khó khăn vì mất đi một lao động trụ cột. Cuộc sống của Nhân Tuyết lúc này cũng đi xuống, khi chỉ vừa mới rời trường học, cô bị người yêu rũ bỏ vì chót mang thai. Không thể kiếm được việc làm, cuộc sống bế tắc, cô đành phải bán thân cho chủ mỏ nhà họ Đinh với hy vọng có được một công việc tử tế. Cô gái 19 tuổi nao ngờ công việc mà cô nhận được chỉ là nữ phục vụ bàn với đồng lương ít ỏi. Một thời gian sau, gã chủ mỏ họ Đinh bị cơ quan thuế sờ gáy. Hắn tìm hiểu thì liền biết được người đứng đầu cơ quan này là một kẻ háo sắc. Gặp Nhân Tuyết một lần đã bị nhan sắc của cô mê hoặc. Một mặt, gã chủ mỏ họ Đinh thỏa thuận với trưởng nhóm kiểm tra thuế để Nhân Tuyết trao thân, đổi lấy việc tên này không truy cứu về những sai sót thuế của Đinh. Một mặt, hắn dọa dẫm Nhân Tuyết phải đồng ý hoặc sẽ biến mất mãi mãi như anh trai của cô. Hắn còn hứa hẹn sẽ tìm cho cô một công việc tốt hơn. Chẳng còn con đường nào khác, Nhân Tuyết đành phải nhắm mắt chấp thuận. Chẳng ngờ, sau khi đạt được mục đích, gã chủ họ Đinh không những không giữ lời hứa mà còn tiếp tục ép cô mua vui cho hắn. Quá phẫn uất, Nhân Tuyết âm thầm lên kế hoạch giết chết con gái gã chủ họ Đinh để trả thù cho những đau thương cô đã phải gánh chịu. Một tội ác khiến cô phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Một nữ tử tù xinh đẹp khác là Lưu Kim Phong bị xử tử ở tuổi 20, chỉ được học đến tiểu học và sống cuộc sống nghèo khó ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. 20 năm sống trên đời là 20 năm Lưu sống trong bể khổ. Lưu bị cha bạo hành từ khi còn rất nhỏ. Sau này, khi mẹ cô tái hôn, cô lại bị bạo hành bởi cha dượng và chú ruột. Đến khi mẹ cô qua đời, Lưu bị đẩy ra đường, sống cuộc sống vất vưởng không nhà cửa. Sau này, dù được cưu mang bởi người lạ, nhưng cô lại bị lâm vào hoàn cảnh cưỡng bức liên tục rồi ép phá thai. Lưu vào tù lần đầu trong một cuộc truy bắt gái mại dâm trên đường phố. Những tưởng sau khi ra tù, cuộc sống của Lưu sẽ khấm khá hơn, nhưng cô được đưa trở về nhà, nơi gã cha dượng độc ác lại bán cô với giá 1.000 tệ cho một người đàn ông họ Hồ, một kẻ chuyên quyền, nghiện rượu và ưa bạo lực. Trong suốt một năm sau đó, Lưu bị gã này đánh đập, hành hạ và lạm dụng ngày này qua ngày khác. Lưu đã nhiều lần tìm cơ hội bỏ trốn nhưng đều không thành. Cô bị bắt lại, bị đánh gãy chân rồi trói lại bằng sợi xích nặng đến 5kg. Đầu năm 1994, Hồ rời làng đi làm ăn một thời gian, gã để lại Lưu cho hai người anh em họ hàng của mình là Đường và Quân canh giữ. Hồ chỉ vừa mới đi khỏi, hai kẻ này đã cưỡng bức Lưu khiến cô có thai. Cuối năm, cô hạ sinh một bé trai. Một thời gian sau, Hồ trở về nhà, biết chuyện Lưu có con với người khác thì liền đùng đùng nổi giận. Hắn lột trần Lưu, treo cô lên rồi tra tấn phần thân dưới của cô vô cùng dã man. Liên tục hạ nhục cô, gọi cô là kẻ lang trạ.
Lưu vì quá đau đớn mà bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì thân thể của cô đẫm máu. Đỉnh điểm phẫn uất là khi Lưu phát hiện Hồ đã bóc cổ con trai cô đến chết. Lưu dùng toàn bộ sức lực còn lại, dùng lưỡi liềm kết liễu Hồ khi hắn đang ngủ say, rồi phóng hỏa đốt nhà. Lưu bị kết án tử hình vào năm 1995, kết thúc 20 năm cuộc sống chẳng khác gì địa ngục của mình. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối quay về. Đối với những tử tù, kẻ phạm tội chịu bản án cao nhất của pháp luật cũng vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm thì sẽ đeo đẳng dây vào những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như thì dường như đều đã không còn lối để quay về.